này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc quả dự lưu vì sao vì quả dự lưu rốt giáo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc quả dự lưu này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc quả nhất lai bất hoàn a la hán vì sao vì quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt giáo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp giáp mũ kia chẳng thuộc quả nhất lai bất hoàn a la hán này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc quả vị độc giác vì sao vì quả vị độc giác rốt giáo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc quả vị độc giác này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc trí nhất thiết vì sao? Vì trí nhất thiết rốt giáo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc trí nhất thiết. Giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy mang độ chẳng thuộc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt giáo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, Giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy mang đội chẳng thuộc tất cả Pháp. Vì sao? Vì tất cả Pháp rốt giáo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc tất cả Pháp. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa mới có khả năng mang đội giáp mũ kiên cố như vậy. Ta sẽ độ tất cả hữu tình khiến đều chứng đắc niết bàn rốt giáo.